Vâng, và lời nói đầu tiên cho tôi nụ cùng xin kính chào gia đình cũng như tất cả ông bà cô bác anh chị có mặt đêm tôi hôm nay thầy chào trân trọng nhất và để lên từ chương trình cho tôi nụ cùng xin gửi đến ban ca dụng cổ trong bài tân cổ được mang tên Đạo Làm Con. Xin mời tất cả cùng thưởng thức ạ. Ơi hai tiếng mẹ cha nghe sao nó đậm đà thương trời bao gian lao không có cha mẹ nào quan chí thân mà chỉ cầu mong sao cho con được nên dậy nắng dầm mưa biển nhận với cười tháng tháng ngày ngày dài đây mai đó chỉ mong kiếm được đồng tiền về lo lắng cho con dù rằng thân xa theo hôn miệng còn ơi thờ là còn thương lo ôi quý sao là tâm lòng son dù biển càng non mòn tình thương có không thay đổi Phật quan âm cầu xin Đức Phật hiện thân độ cho con trẻ qua hội hiền huy cuộc đời cha mẹ xa đi miệng con mạnh dồi cho thân hùng cùng xin chân thành cảm ơn dành một quan tình thương các anh gửi tặng xin chân thành cảm ơn rất nhiều.